Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta có thể là ấn được những cái bình luận của chúng ta ở trên trang Facebook cá nhân nha. Thì hiện tại thì Facebook đã liên kết với rất nhiều nhà quảng cáo và khi mà chúng ta lướt trang Facebook cá nhân như thế này thì nó sẽ hiển thị rất nhiều những cái quảng cáo của những nhà quảng cáo đã được tài trợ từ trước. Thông thường thì nó sẽ hiển thị những cái thứ mà liên quan đến cái nội dung, cái sản phẩm hoặc là những cái mặt hàng mà chúng ta quan tâm thì nó sẽ hiển thị ở trên trang Facebook cá nhân của chúng ta. Và khi mà chúng ta lướt trên trang Facebook cá nhân như này thì chúng ta thường bắt gặp những cái quảng cáo và chúng ta thường sẽ có những cái thông báo, ví dụ như một người bạn chúng ta đã thích cái trang quảng cáo đấy, hoặc là một người bạn chúng ta đã bình luận về một cái sản phẩm ở trên một cái trang quảng cáo, hoặc là một cái group nào đó mà người bạn chúng ta đã bình luận hoặc là thích và chúng ta cũng có trong cái group đó, thì thông thường thì chúng ta sẽ thấy được cái thông báo khi mà chúng ta lướt ở trên trang Facebook cá nhân của chúng ta. Thì cái điều này nó cũng có cái mặt hạn chế, đó là nó khi mà chúng ta làm như thế thì nó sẽ vô tình là nó ảnh hưởng đến cái sự riêng tư của chúng ta khi mà chúng ta lướt trên Facebook như này. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể ấn được cái bình luận của chúng ta khi mà chúng ta tương tác với những cái trang quảng cáo, chúng ta bình luận, chúng ta thích một cái trang quảng cáo đó, hoặc là chúng ta bình luận, chúng ta comment ở trong một cái group kín nào đó, thì bạn bè của chúng ta sẽ không được thông báo và cũng sẽ không biết được là chúng ta đã quan tâm đến những cái sản phẩm nào. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta có thể là ấn được những cái bình luận của chúng ta đối với những cái nhà quảng cáo mà đã được hiển thị sẵn ở trên trang Facebook cá nhân nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng Facebook lên, sau đó chúng ta sẽ chọn vào phần menu như này. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào phần cài đặt và quyền riêng tư, sau đó các bạn chọn vào phần cài đặt. Ở trong phần cài đặt thì các bạn sẽ kéo xuống cho mình. Và ở trong cái phần quyền này thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là tùy chọn quảng cáo. Ở đây các bạn sẽ chọn vào phần tùy chọn quảng cáo. Rồi, tiếp theo trong cái phần tùy chọn quảng cáo này thì nó sẽ có 3 mục. Thứ nhất là nhà quảng cáo, thì nó sẽ hiển thị những cái nhà quảng cáo mà đang xuất hiện ở trên cái trang Facebook cá nhân của chúng ta. Thứ hai là về cái chủ đề quảng cáo, và các bạn sẽ quan tâm cho mình cái phần là cài đặt quảng cáo, các bạn sẽ chọn vào. Thì trong cái phần cài đặt quảng cáo này thì nó đơn giản là các bạn sẽ kéo xuống và nó có một cái phần là tương tác trên mạng xã hội. Thì cái này là Facebook nó ghi rõ là ai có thể nhìn thấy hoạt động tương tác của bạn trên mạng xã hội cùng với quảng cáo, thì các bạn sẽ chọn vào. Thì đây là Facebook nó sẽ ghi rõ là ai có thể nhìn thấy hoạt động tương tác của bạn trên mạng xã hội cùng với quảng cáo. Chúng tôi có thể hiển thị hoạt động tương tác của bạn trên mạng xã hội bên cạnh quảng cáo mà bạn bè của bạn nhìn thấy, đó là lượt thích trang, hoạt động và sử dụng ứng dụng phản hồi sự kiện. Bạn có thể quyết định có thể hiển thị những hoạt động tương tác này với bạn bè bên cạnh quảng cáo họ nhìn thấy hay không. Có nghĩa là cái phần này khi mà chúng ta tương tác với một bất kỳ một cái trang quảng cáo nào thì nó sẽ hiển thị ở trên trang Facebook cá nhân và bạn bè chúng ta cũng sẽ được thông báo, và khi mà họ lướt trang Facebook cá nhân của họ thì họ cũng sẽ được thông báo là chúng ta đã thích một cái trang quảng cáo nào đó, hoặc là chúng ta đã bình luận, chúng ta đã comment vào một cái group nào đó mà bạn của chúng ta cũng có trong thành viên trong cái group đó, trong cái hội đó, thì họ cũng sẽ được thông báo và họ cũng sẽ nhìn thấy những cái bình luận của chúng ta nha. Và để đảm bảo cái sự riêng tư khi mà chúng ta bình luận hoặc là chúng ta thích một cái trang web bán một cái sản phẩm nào đó mà để bạn bè chúng ta không nhìn thấy và không thể biết được là chúng ta đang quan tâm về cái chủ đề gì, thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái phần là ai có thể nhìn thấy hoạt động tương tác của bạn trên mạng xã hội cùng với quảng cáo. Thì đây thì mặc định là Facebook nó sẽ để là bạn bè, có nghĩa là khi mà chúng ta tương tác ở trên mạng xã hội cùng với những nhà quảng cáo thì bạn bè chúng ta cũng sẽ được thông báo và cũng sẽ được nhìn thấy cái thông báo đó, và thay vào đó các bạn sẽ chọn là chỉ mình tôi. Đó, thì khi mà các bạn chọn là chỉ mình tôi như này thì từ bây giờ thì khi mà các bạn tương tác ở trên mạng xã hội cùng với những cái trang web quảng cáo, những cái bình luận của các bạn ở trong những cái group, thì bạn bè chúng ta khi mà lướt trang Facebook cá nhân thì họ cũng sẽ không được thông báo và họ sẽ cái bình luận của chúng ta nó sẽ ẩn đi và bạn bè chúng ta sẽ không được nhìn thấy nha. Như vậy thì nó sẽ giúp cho những cái tương tác của chúng ta ở trên mạng xã hội nó được riêng tư hơn và an toàn hơn nha. Và video của mình xin tạm kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình, nếu thấy hay thì hãy like và subscribe kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào các bạn.